Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim nhá, đặc biệt là các bác làm thợ đánh chim vẫy vằn ạ. Thời điểm này ngoài miền Bắc thì con vẫy vằn bắt đầu di cư về rồi các bác. Ngày hôm nay thì cơ sở nhà em xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu lưới úp cũng như là cái bộ nhốt chim mồi. Thì trong cái thời điểm này bác nào mà cần những phụ kiện đánh thì có thể là tham khảo đặt hàng nhá. Số điện thoại em để ở góc màn hình video. Các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết để cho các bác cùng nắm bắt được. Về cái lưới đánh ấy thì bên cơ sở nhà em là có hai loại, một loại là dài 8m và một loại là dài 9m, cao 2m3 và 2m4. Thì đây là cái mẫu dài 9m này. Thì những video trước giới thiệu quá nhiều về cái lưới 8m rồi, hôm nay giới thiệu về cái lưới 9m để cho các bác nắm bắt được nhé. Cái lưới 9m này các bác này, lưới 9m này thì chiều cao mắt lưới của nó chốt là cho các bác là chiều cao là 2m4 có thịt rồi nhá. Đấy, chưa xỏ dây diềm ngang ấy thì làm cho các bác là 70 mắt. Còn chốt cho các bác cao là 2m4, còn chiều dài là chốt cho các bác là 175 mắt. Đấy thì các bác cứ nhân lên. Đấy, với cái số lượng thịt thì khá là nhiều. Đấy, với cái ưu điểm thịt nhiều ấy, thì khi các bác mua về đánh, cái thứ nhất là các bác úp nó nhẹ, cái thứ hai gặp đàn chim đông thì nó không phá lưới. Còn toàn bộ dây diềm bên cơ sở là chạy dây diềm dọc, dây diềm ngang hết cho các bác rồi, và làm bằng dây diềm không giãn nhé, dây dù ấy. Đấy, cái hàng này thì đảm bảo cho anh em là không bao giờ sợ đứt. Cái thứ hai nữa là khi các bác đánh úp ấy, thì nó sẽ không bị giãn lưới, cái tình trạng mà hở bò hoặc là đổ chậm nó sẽ không xảy ra. Lưới này thì thông số lưới của nó mắt là mắt 8 phân và sợi lưới là sợi 4 này, hàng sợi siêu tàng hình và không dính rác nhé. Đấy, sợi 4 nó là cái sợi vừa tầm ấy. Đấy, nhiều khi anh em đánh sợi 3 thì nó tàng hình hơn nhưng mà sốt ruột lắm. Đấy, ví dụ đánh ở ruộng gốc giả thì lật lưới ra nó đã rách rồi. Đấy, thì các bác lưu ý lên chơi cho mình là sợi 4 và chọn cho mình là cái dù nhật. Một bộ lưới của nó là sẽ bao gồm là hai cánh này, hai cánh trên một bộ lưới các bác. Đấy, hai cánh như thế này là một bộ lưới đây. Đấy, vậy các bác chỉ việc luồn sao. Đấy, luồn gọng là cọc phách, cọc con là các bác đánh thôi. Đấy, còn lưới thì bên cơ sở là hoàn thiện hết từ dây diềm cho tới lớp nhuộm. Nhuộm thì nhuộm cho các bác màu lâu đất kiểu như thế này. Anh em đánh ruộng dạ cháy hoặc là anh em đánh ở khu vực ruộng dạ ấy, thì nó sẽ đảm bảo độ tàng hình nó sẽ cao nhé anh em nhé. Đấy, còn bên đây thì là những cái bộ nhốt chim mồi. Đấy, bộ nhốt chim mồi thì trong cái thời điểm này bên cơ sở nhà em bán nhiều lắm các bác. Đấy, hàng này thì giá rẻ. Đấy, một cái bộ nhốt chim mồi của nó thì nó sẽ bao gồm như thế này. Đó. Đấy, mắt này thì sẽ sử dụng được là chim ngói này, chim gáy này, chim vẫy vằn. Đặc biệt là con chim vẫy vằn thì thường thường nó ra cây nó chứa luôn các bác. Đấy, chứa ở cây và nó mới xuống ăn. Thì anh em lưu ý là mua cho mình cái này đánh thì nó sẽ đảm bảo là hợp lý hơn. Đây có cái cửa mở vào mở ra này các bác này. Đó, đây là cửa mở nhé. Đó, còn về cái khuy chân ấy thì nó sẽ bao gồm là ba cái khuy chân ở bên dưới để cắm. Đấy, khuy này thì bên cơ sở đã cải tiến to hơn và dài hơn rồi. Đấy, và cái này nó không có đáy nhá, thì giá tiền nó rẻ. Đấy, anh em mua cái đáy thì nó đắt hơn 100.000 đồng trên một cái cơ. Đấy, thì các bác lưu ý là mua như thế này là chúng ta đã sử dụng được vài năm rồi. Đấy, thì anh em lưu ý là thôi chúng ta chơi cái này thôi. Đấy, vừa tàng hình cao mà cái thứ hai không ăn gì mà sử dụng nó lại được lâu năm. Ok nhá, một video thì giới thiệu cho anh em là về cái phụ kiện đánh vẫy vằn và chim ngói, chim gáy đấy. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho em. Chào các bác đấy ạ.